Lời tiên tri sách cổ Ấn Độ có trước cả châm tinh học Vệ Đà. Sự phá vỡ tái sinh của trái đất và việc tương lai nhân loại đã được định đoạt trước. Nhiều lời tiên tri của các nền văn minh cổ đại nói rằng tương lai của nhân loại thực ra đã được định sẵn. Có phải nền văn minh trái đất đã trải qua nhiều chu kỳ và sự tái sinh tiếp theo đang dần đến? Lời tiên tri của thần đồng Ấn Độ Adnan từng gây chú ý trên toàn cầu nhờ độ chính xác cao với phương pháp tiên tri từ châm tinh Vệ Đà của Ấn Độ. Tuy nhiên, một cuốn sách tiên tri cổ xưa đã thất truyền còn dự đoán sự thật về luân hồi nhanh hơn cả châm tinh Vệ Đà. Cuốn sách tiết lộ một loại phép thuật cổ đại gọi là mật mã suy diễn, được hoàng gia độc quyền sử dụng như một hình thức nghệ thuật tiên tri của các vị vua. Lời tiên tri trong quyển sách này rốt cuộc đã nói về điều gì? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Vòng tuần hoàn cho sự tái sinh. Việc nói về trái đất có chu kỳ và sự tái sinh thực tế không phải là điều mới mẻ. Bằng những tính toán khoa học chính xác, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng trái đất đã tồn tại ít nhất 4,6 tỷ năm. Trong khi đó, nếu tính cả lịch sử của loài người từ những tổ tiên là vượn, thì con người mới chỉ xuất hiện cách đây khoảng 4 triệu năm. So với con số 4,6 tỷ năm thì 4 triệu năm chỉ như một giây trong một ngày. Vấn đề là nếu con người chỉ mất khoảng 4 triệu năm để phát triển đến mức độ này, thì trong hàng tỷ năm qua, liệu trái đất có thể đã phát triển ra những nền văn minh tương tự hoặc thậm chí cao cấp hơn không? Về lý thuyết, điều này là khả thi. Ngay từ thời kỳ văn minh Maya, họ đã tin rằng trước khi nền văn minh nhân loại xuất hiện, trái đất đã trải qua 4 lần phát triển và suy tàn của các nền văn minh. Đối với văn minh Maya, điều họ quan tâm hơn chính là những nền văn minh cổ xưa đó đã bị phá hủy như thế nào. Những thảm họa diệt vong của các nền văn minh tiền sử đều xảy ra do đại hồng thủy. Trận đại hồng thủy quen thuộc nhất chính là trong Kinh Thánh. Khi Chúa nổi giận muốn trừng phạt nhân loại nên Ngài đã gửi xuống một trận đại hồng thủy. Ngoài ra, nền văn minh Lưỡng Hà cũng có những ghi chép tương tự. Các vị thần cho rằng nhân loại thực sự quá ồn ào nên cũng dự định dùng một trận lũ lớn để tiêu diệt họ. Trong thần thoại Ấn Độ cũng có ghi rằng xã hội loài người đang trong tình trạng hỗn loạn vô trật tự. Vậy nên, thần hủy diệt đã phát động một trận đại hồng thủy để tiêu diệt thế giới, nhằm mở ra một thế giới mới. Nếu như ghi chép về đại hồng thủy tiền sử của một dân tộc hay một thần thoại là điều ngẫu nhiên, thì việc nhiều dân tộc và nhiều thần thoại cùng ghi chép khiến người ta không thể không nghi ngờ. Liệu con người cổ đại có phát hiện ra bằng chứng về sự tuần hoàn của trái đất hay không? Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây chỉ là nỗi sợ của nhân loại thuở sơ khai về lũ lụt, là một sự tưởng tượng quá mức. Những thiên tai này không chỉ đơn thuần là lũ lụt, mà là những trận đại hồng thủy khiến con người phải lánh nạn trên những ngọn núi cao mới có thể giữ được mạng sống. Thế nhưng, theo khám phá của khoa học hiện nay, những sa mạc hiện tại thực chất là tàn tích của các trận đại hồng thủy thời tiền sử. Chúng ta đều biết, sự hình thành cát không thể tách rời khỏi tác động xói mòn của dòng nước. Dòng nước này có thể đến từ các con sông hoặc từ thủy triều của đại dương. Nhưng rõ ràng, thủy triều của đại dương không đủ để trong thời gian ngắn tạo ra những sa mạc quy mô lớn. Vì vậy, chỉ có khả năng từ dòng chảy của các con sông. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hệ thống nước ngầm tiềm ẩn dưới nhiều sa mạc. Tuy nhiên, tại một thời điểm nào đó, sự cân bằng của những hệ thống nước ngầm này đã bị phá vỡ, dẫn đến sự xuất hiện của những trận đại hồng thủy và sau đó là sự hình thành của sa mạc. Điều này cũng có nghĩa rằng những trận đại hồng thủy thời tiền sử thực sự đã tồn tại. Trước khi con người xuất hiện, trái đất rất có thể đã trải qua nhiều nền văn minh khác nhau, nhưng kết cục của mỗi nền văn minh đều là sự diệt vong. Bạn có tin vào sự tồn tại của vòng luân hồi không? Một lời tiên tri cùng phép thuật cổ xưa bị thất truyền mang tên Lục Vương đã tiên đoán về vòng luân hồi của trái đất, tiết lộ rằng nền văn minh nhân loại không phải là nền văn minh đầu tiên trên trái đất. Có thể sự diệt vong của nền văn minh đã xảy ra nhiều lần trước đây và kết cục của nhân loại cũng đã được định sẵn. Vậy thì, vòng luân hồi của trái đất đã được Lục Vương giải mã như thế nào? Khai nguyên Chiêm Kinh.
thuật số lục vương được hình thành sớm hơn kinh dịch, nhưng do thời gian quá lâu nên việc ghi chép bằng văn tự đã bị mất. Hiện tại các nhà khảo cổ cũng không thể xác định chính xác quyển sách này xuất hiện vào thời điểm nào. Ngay từ thời nhà Hán, thuật số lục vương đã được ghi chép trong Việt Tuyệt Thư. Và so với các phương pháp bói toán khác thì độ chính xác của nó là rất cao. Do đó, thuật số lục vương, quyển sách nghiên cứu của các hoàng đế, luôn được bảo vệ một cách bí mật cho đến thời kỳ nhà Đường. Văn hóa của triều đại này khá bao dung. Họ cũng tích cực giao lưu với các nước láng giềng, trong đó có Ấn Độ. Một người Ấn Độ có tên là Cù Đàm Tất Đạt đã đến Trung Quốc trong thời kỳ này và rất quan tâm đến các bản ghi thiên văn cổ đại Trung Quốc. Ông không chỉ nghiên cứu sâu mà còn viết ra cuốn sách Khai Nguyên Chiêm Kinh. Một trong những ý tưởng chính của cuốn sách này là Cù Đàm Tất Đạt tin rằng các hiện tượng trên bầu trời sẽ biến đổi theo một quy luật nhất định, và mỗi lần biến đổi thì nhân loại cũng sẽ thay đổi theo. Để nghiên cứu mối quan hệ này, Cù Đàm Tất Đạt đã xem qua một lượng lớn thư tịch cổ, cuối cùng tìm ra một phương pháp gọi là lục vương. Thông qua phân tích, ông phát hiện ra rằng 6 loại thuật số của các vị vua thực chất rất đa dạng và độ chính xác không đồng nhất. Trong truyền thuyết, hoàng đế chi thuật này chính là Đại Lục Nhâm, một tác phẩm có nền tảng rất sâu sắc về chiêm tinh học. Khởi điểm của nó là sự biến đổi của các sao. Vậy làm thế nào mà người xưa có thể biết được sự biến đổi của các sao? Nói một cách đơn giản, họ sẽ xem vị trí của mặt trời so với trái đất tại một thời điểm nhất định. Dựa trên vị trí này, người ta tìm kiếm các ghi chép về thiên văn qua các triều đại và sự biến đổi của xã hội lúc bấy giờ. Trên cơ sở của 2 dữ liệu lớn này, các quy luật bên trong sẽ được tổng hợp. Không khó để nhận ra rằng, Đại Lục Nhâm thực chất chỉ là việc xác định một vị trí của thiên văn. Sau đó phân tích toàn bộ bản đồ thời gian và không gian của vị trí đó. Do đó, trạng thái của sự vật dưới thời gian và không gian này cũng trở nên rõ ràng. Dù nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng thực tế kỹ thuật này lại yêu cầu khả năng suy luận logic và phân tích dữ liệu rất cao. Cho đến hiện tại, không ai có thể nói rõ ràng về cách thức vận hành và thao tác cụ thể của Đại Lục Nhâm. Cổ nhân cũng chỉ ghi lại một số ví dụ ứng dụng của Đại Lục Nhâm trong sách, mà không thể phân tích được logic vận hành cụ thể của nó. Tuy nhiên, với kiến thức thiên văn học hiện đại, chúng ta có thể giải thích một phần về Đại Lục Nhâm. Sự thay đổi của các sao thực chất là mối quan hệ vị trí giữa mặt trời và trái đất. Điều này thật sự có thể ảnh hưởng đến trái đất. Ví dụ gần đây có hiện tượng bão từ mặt trời xảy ra rất thường xuyên, và các chuyên gia cũng đã cảnh báo mọi người về những hiện tượng có thể xảy ra. Do quỹ đạo của trái đất là một quy luật cố định, điều này có nghĩa là vào một thời điểm cụ thể, trái đất luôn hướng về mặt trời ở một tư thế nhất định. Điều đó thực sự tạo thành một quy luật, nhưng rõ ràng, mục đích của thuật số lục vương không chỉ dừng lại ở đây, mà là muốn dự đoán được sự biến đổi tổng thể của trái đất. Đó cũng chính là nội dung của cuốn sách tiên tri cổ đại, Khai Nguyên Chiêm Kinh. Tiết lộ một loại thuật cổ có khả năng tiên đoán tương lai nhưng lại bị thất truyền. Kỹ thuật kỳ diệu này đã dự đoán vòng tuần hoàn của trái đất trước cả chiêm tinh học Vệ Đà của Ấn Độ. Liệu kỹ thuật này có thật sự kỳ diệu như vậy không? Những dự đoán về tương lai. Theo ghi chép trong Khai Nguyên Chiêm Kinh, Cù Đàm Tất Đạt đã sử dụng thuật số lục vương để dự đoán sự phát triển của trái đất. Nói một cách đơn giản, đó là một quá trình từ hư vô đến hư vô. Giữa hai hư vô đó có tồn tại nhiều quá trình như tiền sử, xuất hiện vật chất, sáng tạo vật chất và nhiều quá trình khác. Nói một cách dễ hiểu hơn, trái đất ban đầu không tồn tại mà chỉ xuất hiện vào thời tiền sử. Thời tiền sử phát triển trong nhiều năm cho đến khi có dấu hiệu của sự sống. Các dạng sống thực sự xuất hiện, thiên nhiên cũng trở nên sống động hơn. Cứ duy trì một mảng sinh khí như vậy, toàn bộ trái đất phát triển mạnh mẽ và cuối cùng nền văn minh cũng xuất hiện. Thế nhưng Cù Đàm Tất Đạt cũng không biết văn minh này sẽ tồn tại bao lâu, nhưng trái đất sẽ phát triển đến thời kỳ Hoàng Kim. Thời kỳ Hoàng Kim cũng đồng nghĩa với sự xuất hiện của một nền văn minh hùng mạnh hơn. Nhưng khi nền văn minh mạnh mẽ này xuất hiện, các hiện tượng thiên văn cũng sẽ có những thay đổi lớn. Những thay đổi này tương tự như hiện tượng thủy triều hiện tại. Thủy triều sẽ làm cho một lượng lớn nước di chuyển trong đại dương, sau đó đất liền sẽ bị nhấn chìm và nền văn minh cũng bị diệt vong. Như vậy, trái đất sẽ bước vào thời kỳ suy tàn. Trong thời kỳ suy tàn, mọi thứ cũng sẽ được tái sinh và phát triển trở lại. Nền văn minh mới cũng sẽ xuất hiện. Nhưng sau khi văn minh mới xuất hiện,
cũng không thể chống lại xu thế phát triển tổng thể của trái đất. Vậy nên, nền văn minh này cũng kết thúc bằng một kết thúc diệt vong. Cuối cùng, trái đất lại một lần nữa rơi vào hư vô. Sau khoảng thời gian hư vô này, trái đất có thể phải chờ rất nhiều năm mới có thể tự khởi động lại. Không khó để nhận thấy rằng, những dự đoán của cô Đàm Tất Đạt về tương lai của trái đất là khá thú vị. Đứng từ góc độ của con người hiện đại, chúng ta không thể chắc chắn nền văn minh nhân loại hiện tại đang ở giai đoạn nào. Liệu nó đang trong thời kỳ thịnh vượng, phát triển hay suy tàn? Điều này cũng có nghĩa là bất kể nền văn minh ở thời kỳ nào đều có khả năng đối mặt với sự diệt vong. Quan trọng hơn là ngay cả khi nền văn minh nhân loại đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể tránh khỏi sự diệt vong. Đây cũng có thể xem là một bi kịch của nhân loại. Nếu kết hợp với những gì cô Đàm Tất Đạt nói về đại hồng thủy, thì hiện tại nền văn minh nhân loại khó có khả năng bị nhấn chìm bởi đại hồng thủy, mà thay vào đó chính là những công nghệ hạt nhân mà con người tạo ra. Vì vậy, từ góc độ này, lời tiên đoán trong Khai Nguyên Chim Kinh mang một ý nghĩa cảnh báo nhất định. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng nên xem dự đoán này như một điều hiển nhiên, bởi thực tế, ngay cả khoa học hiện tại cũng không thể dự đoán trước tương lai của trái đất một cách chắc chắn. Lý do rất đơn giản là, mặc dù khoa học nỗ lực để nắm bắt chân lý và quy luật khách quan, nhưng trong thực tế, nhiều sự kiện xảy ra trên trái đất lại mang tính ngẫu nhiên rất cao. Trong khi đó, con người chính là yếu tố ngẫu nhiên lớn nhất. Nếu bất kỳ nền văn minh nào cũng không thể thoát khỏi số phận diệt vong, thậm chí trái đất cuối cùng sẽ biến mất. Vậy tại sao chúng ta vẫn phải nỗ lực phát triển công nghệ? Chỉ cần sống tốt trong hiện tại, con người mới có thể nắm bắt vận mệnh và tương lai của mình. Tương lai là điều không ngừng hình thành, nhưng lại phụ thuộc vào thái độ của chúng ta đối với hiện tại. Bạn nghĩ những dự đoán trong Khai Nguyên Chim Kinh có thực sự xảy ra? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận. Đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào 8 giờ tối mỗi ngày bạn nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn.